mùa thu sang con đêm mà anh đã ra đi lãng quên tình em. Tình buồn vương những cành lá còn xa xác nơi đây chờ thân héo gầy. Lòng em hiu hắt băng giá những tháng ngày buồn theo những vết chim bay. Anh đã xa thật sao khi bao yêu dấu còn đây. Lòng này đã muốn rời xa để quên hết nỗi đau mãi trong lòng ta. Cầu mong anh sẽ hạnh phúc còn em mãi phiêu du dấu chôn tình nhớ. Đành xin yêu mãi mình anh hỡi người, đời phiêu lãng đi quá kiếp người. Cùng mây gió bay khắp nơi nơi tháng năm buồn trôi. Người yêu hỡi vì sao anh đã vô tình để tìm đến ngày đến thao thức mong chờ. Chẳng còn ai vây quanh nói cười đùa vui khi màn đêm lạnh lùng buông xuống. Làm sao em sống được khi thiếu vắng anh rồi. Người em yêu đã xa, xa mãi không về. Chỉ còn em đơn côi chết lặng trong tim theo tháng năm dài. Đường phố vắng bước chân anh, làn gió rét buốt tâm hồn. Tranh lòng em bước qua từng con phố, nhớ anh biết bao kỷ niệm. Còn đó giây phút nồng say, ngọt tiếng bên ai hôm nào. Người đành cho ta lệ nhòa trên mi, ta say trong chén men tình. Cuộc đời vẫn
đời vẫn thế, con tim thường hay đổi thay. Một làn tóc rối bay trong hoàng hôn lá rơi, để vơi đi tìm mùa xuân bên người yêu mới. Cuộc đời vẫn thế, con tim thường hay đổi thay. Về phút phố long lanh gió sương trang mi. Một làn tóc rối bay trong hoàng hôn lá rơi, để từ đây mình em đi giữ. Cảm ơn, xin chào quý vị. Cảm ơn em rất là nhiều, thank you. Rất là vui ngày hôm nay Minh Tuyết có cơ hội. Dạ, cảm ơn chị. Minh Tuyết có cơ hội đã đem trở lại cặp song ca Minh Tuyết Cẩm Ly đã vắng bóng tại Việt Nam suốt 12 năm qua. Không biết quý vị có muốn cặp song ca này xuất hiện hoài hoài không ạ? À? Vâng, chắc có lẽ nhường lời cho chị Tư nói chút xíu. Có lẽ là như Tuyết nói là 12 năm thì đúng ra là tại vì Tuyết đi 12 năm cho nên là Tuyết có cảm giác là 12, chứ còn đối với chị Tư thì chị Tư rất là, khi mà đứng đây hát trên sân khấu ngày hôm nay ca khúc này thì chị Tư có cảm giác sống lại những phút giây, những tháng ngày mà hai chị em cùng bước đầu khởi nghiệp đi hát là cách đây tới 15, 16 năm lận, và đã rất lâu, đúng như Tuyết nói là đã 12 năm mới chưa được cùng nhau hát lại. Hôm nay có dịp được đứng trên cùng một sân khấu, cùng biểu diễn trong live show của Minh Tuyết thì Cẩm Ly thấy rất là hạnh phúc, và hạnh phúc hơn nữa là vẫn còn được sự ủng hộ, vẫn còn được nhận được những tình cảm của quý vị dành cho đôi song ca Minh Tuyết cách đây 15 năm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và ngoài Minh Tuyết ra thì Cẩm Ly nghĩ rằng Cẩm Ly và Minh Tuyết cũng rất muốn là đôi song ca này sẽ được tái hợp và được trình diễn hoài. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Sẵn đây Minh Tuyết muốn hỏi chị Tư một cái là hồi xưa em bỏ chị Tư ra đi, chị Tư có giận em không? Thực ra thì buồn nhiều hơn là giận. Có lẽ là hụt hẫng thì nhiều hơn. Bởi vì như tất cả mọi người cũng biết, tuy rằng Cẩm Ly là chị lớn nhưng mà lại ra nghề trễ nhất, bởi vì rất là nhút nhát, sợ lắm. Cho nên là khi đã song ca với Minh Tuyết mà khi Minh Tuyết coi như là bỏ đi rồi thì ở đây Cẩm Ly cảm thấy bị chơi vơi lắm, cho nên là buồn nhiều hơn. Nhưng mà cũng phải đành chấp nhận, bởi vì khi lớn lên thì ai cũng có một con đường riêng của mình, mình không thể bó buộc được, dù đó là em gái của mình. Cho nên là Cẩm Ly chỉ buồn thôi. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì mừng cho em mình thì nhiều hơn. Em cảm ơn chị Tư rất là nhiều. Nhưng mà nếu ngày hôm đó Minh Tuyết không ra đi thì ngày hôm nay quý vị đã không có một Minh Tuyết riêng và một Cẩm Ly riêng. Và trong tương lai, quý vị sẽ còn thấy lại cặp song ca Minh Tuyết Cẩm Ly ở trong một ngày rất gần đây, phải không chị Tư ạ? À? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, nhưng mà ngoài thành viên Minh Tuyết Cẩm Ly, chị Tư và chị Út thì không biết là quý vị có biết trong gia đình Minh Tuyết còn có thêm một chị nữa không ạ? Chị gì ạ? À? Chị đó tên chị gì? Mà còn có biệt danh tên là chị thứ mấy? Vâng, xin mời quý vị chào đón nữ ca sĩ Hà Phương cũng như là chị